Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Nếu như chúng ta đang có những căn phòng có diện tích vừa phải và khá là hạn chế về mặt không gian trưng bày, tìm kiếm cho căn phòng một bộ âm thanh vừa có thể đáp ứng được chất lượng âm thanh tốt, cũng như là có một cái hình thức đẹp để chúng ta bày cũng như là trang trí cho căn phòng của chúng ta. Và đặc biệt hơn là nếu như anh em nào yêu những cái nét cổ điển và thích những cái chất retro thì hôm nay Báo Audio sẽ gửi tới quý vị bạn một combo phối ghép hoàn hảo giữa hai thương hiệu JBL của Mỹ và Prima Luna đến từ Hà Lan. Thực sự đây là một cái combo rất là tốt để cho những anh em chơi và trải nghiệm. Đặc biệt hơn thì là với một cái combo phối ghép này lại được một chiếc âm ly đèn chính hãng. Và âm ly đèn thì thường trước đây chúng ta hay thường lo lắng về khi vận hành cũng như là chúng ta chơi thời gian dài hay lăn tăn việc phải thay bóng đèn hay là phải mang đi cho kỹ thuật căn chỉnh lại bias vân vân. Thì ngày nay những chiếc âm ly đèn thế hệ mới họ đã khắc phục hoàn toàn những cái nhược điểm đó, giúp cho người chơi dễ tiếp cận và dễ sử dụng vô cùng. Đặc biệt là những cái chiếc âm ly đến từ Prima Luna thì họ làm có những cái mạch bias hoàn toàn là tự động, để chúng ta không cần phải mất công mang đi cho thợ, mang đi cho kỹ thuật căn chỉnh lại mỗi cái thời gian mà chúng ta sử dụng trước đó. Đó, thêm nữa thì hãng này cũng làm tích hợp được nhiều loại bóng để chúng ta có thể chơi và trải nghiệm một cách thoải mái và tự do. Chính vì vậy thì nó cũng giúp cho chúng ta gia tăng cái nhu cầu nghe nhạc của chúng ta và làm phong phú hơn cái màu âm của cái bộ dàn của chúng ta. Đó, và hôm nay thì Báo Hồng Audio mang tới gửi tới quý vị bạn một combo, đó là chiếc âm ly Prima Luna Evo 100 và cặp loa JBL L82 Classic. Chúng ta có thể thấy ở trước màn hình đây, bên em đang đặt sẵn và phối ghép. Thực sự là âm thanh nó rất là mộc mạc, ấm áp và chi tiết. Nghe nhạc trữ tình, nghe nhạc đồng quê, nghe jazz, nói chung là nghe nhạc không lời, tất cả các thứ thì đều rất là ok, bởi vì đây là một cái cặp loa đa năng và có thể chơi tốt nhiều dòng nhạc. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu combo này chi tiết ngay bây giờ nhé. Đầu tiên là về cặp loa JBL L82 Classic thì đây là một mẫu loa bookshelf có thể đáp ứng được âm thanh trong những cái không gian có diện tích khoảng dưới 30 mét vuông. Đó, chúng ta có thể chơi đặt ở trên giá, đặt ở trên chân hoặc đặt ở trên những cái kệ mà nhà chúng ta đang có sẵn, ngay cả những cái kệ để tivi thì chúng ta cũng có thể đặt được, bởi vì cái chiều sâu nó cũng khá là vừa phải và cái lỗ thông hơi thì được đặt ở phía trước. Chính vì vậy thì chúng ta có thể đặt sát tường, đặt trên giá của chúng ta cũng rất là thuận tiện với cái mẫu loa này. Và cặp loa này thì được thiết kế với cấu trúc là hai loa, trong đó thì một loa bass có đường kính là 20 cm và một loa chép đôm titan có đường kính là 2,8 cm. Đây là dòng loa chép đôm mà thường được JBL sử dụng trên tất cả những cái mẫu loa của mình. Nó có một cái giải cao rất là tốt, tơi nhuyễn và mềm, đặc biệt là cái độ chi tiết cũng khá là cao. Với cái loa chép này thì chúng ta có thể chơi được cả những cái bản nhạc dây, những bản nhạc bộ gõ hay là những cái bản nhạc có lời mà cần cái độ cao một chút thì nó cũng sẽ đáp ứng vô cùng tốt. Và phía bên ngoài của cái loa chép này thì họ làm một hướng âm dạng nón hơi loe, miệng khá là rộng. Điều này thì giúp cho cái âm thanh của giải chép nó được mở rộng hơn và lan tỏa tới cái không gian người nghe một cách là rộng hơn mà không chỉ là duy nhất một điểm ngọt đâu. Và phía dưới thì chúng ta có một củ loa bass có đường kính là 20 cm. Đây cũng là một cái dòng củ loa đặc trưng của JBL thường xuyên sử dụng. Với cấu trúc là màng giấy và được họ phủ một lớp sơn màu trắng lên trên, giúp cho âm thanh không bị dội vào cái màng loa khi mà loa dao động. Đó là một cái điểm hạn chế những cái âm thanh phản xạ tiêu cực lên trên cái màng loa này, giúp cho nền âm được tĩnh hơn và dao động của loa bass nó cũng không bị phản xạ nhiều. Chính vì vậy thì nó đạt được cái tốc độ dao động rất là nhanh và tốt. Phía bên ngoài thì họ sử dụng một loại gân cao su thượng hạng. Đây là gân cao su béo và cái gân cao su này thì nó cũng có độ bền rất là cao. Với cái gân này thì chúng ta có thể chơi tốt nhiều loại nhạc và nó có cái độ đàn hồi cũng như là độ nhún rất là tốt. Chính vì vậy nó sẽ đưa cái củ loa bass trở lại cái trạng thái bình thường ngay lập tức, khi mà những cái nốt nhạc được phát ra thì nó sẽ lập tức quay trở lại cái vị trí ban đầu để đón nhận tiếp cái nốt nhạc thứ hai, đó, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đó, chính vì vậy thì cái độ dao động của nó cũng rất là tốt trên cái mẫu gân này.
Phía bên trên thì chúng ta có một lỗ thoát hơi. Lỗ thoát hơi thì được thiết kế ở phía mặt trước giúp chúng ta dễ dàng kê kích ở mọi vị trí trong căn phòng cũng như là ngay cả vị trí sát phía sau tường thì cũng được kê tốt với cái mẫu lỗ thoát hơi này, và họ làm loe cái mặt phía trước. Điều này thì sẽ giúp cho cái hơi ở bên trong thùng loa, cái áp suất của không khí bên trong thùng loa khi mà loa bát tạo ra nó sẽ thoát ra ngoài một cách nhanh chóng và sẽ giúp cho cái giải âm trầm được gọn hơn, chắc hơn, và với cái lỗ thoát hơi này thì nó sẽ dày hơn với cái giải trầm. Ở phía bên trên thì chúng ta có một núm tinh chỉnh để cho điều chỉnh giải cao. Chúng ta có thể nghe trung âm nhiều, nghe giải cao nhiều thì chúng ta có thể tăng lên, hoặc nếu như chúng ta muốn nghe mức cân bằng thì chúng ta để ở cái ngưỡng là 0 dB, hoặc là anh em nào mà không thích nghe giải cao nhiều chúng ta có thể giảm xuống. Đây là cái tùy chọn nghe theo từng sở thích, từng gu nghe của mỗi cá nhân cũng như là mỗi bản nhạc. Còn với âm ly thì đây là một chiếc âm ly tích hợp của thương hiệu Prima Luna có model là Evo 100. Evo viết tắt của từ Evolution. Đây là cái model nâng cấp chất lượng hơn so với lại những cái phiên bản trước rất là nhiều. Cụ thể thì chiếc âm ly này có thể chạy được bóng L34 và bóng KT88 để chúng ta có thể thay đổi màu âm cũng như là tăng cái công suất của âm ly lên để giúp cho việc phối ghép với nhiều dòng loa hơn. Và chiếc âm ly này thì có một cái ngưỡng công suất rất là tốt để chúng ta có thể phối ghép nhiều dòng loa, và đặc biệt là rất tương thích với lại mẫu loa JBL L82 Classic, đó chính là 80W trên 2 kênh. Có thể đây là một cái ngưỡng công suất rất là lớn so với lại những chiếc âm ly bóng đèn rồi. Và nó cũng có những cái sự thuận tiện rất là lớn để chúng ta chơi dễ dàng thay đổi, có thể nâng lên bóng KT88 hoặc là dễ dàng thay đổi những cái dàn bóng Pre để chúng ta thay đổi màu âm đi. Và hãng cũng trang bị một cái mạch auto bias độc quyền của Prima Luna để dễ dàng điều chỉnh các cái chế độ bias của bóng cho phù hợp với lại tất cả những cái thời điểm mà chúng ta chơi. Chính vì vậy thì chúng ta chơi luôn ở cái chế độ bóng đèn hoạt động tốt nhất và không phải mất công mang đi cho kỹ thuật và cho thợ để căn chỉnh lại bias sau một thời gian sử dụng. Đó là một cái điều tuyệt vời trên chiếc âm ly này. Và nó cũng có thể ghép được loa từ 4 ohm trở lên. Chính vì vậy thì chúng ta cũng dễ dàng lựa chọn loa. Ngoài cái cặp loa JBL L82 Classic này thì cũng có thể phối ghép tốt với nhiều dòng loa khác. Và màu âm của Prima Luna Evo 100 thì nó thiên sáng, và đặc biệt là các cái dải nó cũng khá là chặt chẽ, nền âm khá là vững. Chính vì vậy thì ghép với lại JBL nó sẽ giúp cho hài hòa hơn về cái màu âm. JBL thì trước nay vẫn nổi tiếng với độ uy lực và cái màu âm nó khá là mạnh mẽ. Chính vì vậy thì khi ghép với lại chiếc âm ly đèn này nó sẽ làm dịu hơn và cân bằng hơn. Chính vì vậy thì khi mà ghép với lại chiếc âm ly đèn Prima Luna Evo 100 này thì nó sẽ giúp cho dịu hơn và làm cân bằng hơn cái chất âm của JBL. Chúng ta có thể chơi nhạc trữ tình, chơi nhạc đồng quê, chơi nhạc cổ điển, và nói chung là chơi được khá là nhiều dòng nhạc với cái combo phối ghép này. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chi tiết về combo phối ghép giữa âm ly đèn Prima Luna Evo 100 với cặp loa JBL L82 Classic. Đây là combo được nhập khẩu chính hãng và có chế độ bảo hành của hãng, nên chúng ta chơi hết sức là yên tâm. Và đặc biệt là tại Bá Hùng Audio thì đang có mức giá chiết khấu vô cùng tốt cho combo này. Nếu như chúng ta mua lẻ thì chiếc âm ly sẽ là hơn 50 triệu đồng và cặp loa sẽ là 62 triệu đồng. Tổng cộng combo này là 112 triệu đồng. Tuy nhiên khi mua tại Bá Hùng Audio, cả combo này thì bên em đang có mức giá chiết khấu rất tốt, chỉ còn hơn 70 triệu đồng một chút thôi. Anh em hãy liên hệ trực tiếp với Bá Hùng Audio để có những mức giá chiết khấu tốt nhất nha. Ngoài ra thì bên em còn tặng kèm dây dẫn phụ kiện để chúng ta có thể chơi được luôn, và free ship trên toàn quốc. Anh em nhận hàng mới phải thanh toán tiền nên là cũng hết sức là yên tâm. Hãy gọi cho em theo số điện thoại được hiển thị ở phía dưới màn hình đây. Và ngay bây giờ xin mời quý vị bạn chúng ta hãy cùng đeo tai nghe và cảm nhận âm thanh đến từ JBL L82 Classic và Prima Luna Evo 100 này nhé. Hãy subscribe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.